tí đâu, mỗi lần thấy Nhung là sang rung. Thank you.
bà con hàng xóm nói em lấy chồng hả? Em sao vậy? Em nói thiệt cho anh nghe đi. Em lấy chồng hả? Anh có biết trong thời gian mà anh đi làm xa, mẹ của em ở nhà, mẹ bệnh nặng lắm. Người ta cho em một số tiền rất là lớn, chữa bệnh cho mẹ em, cứu mẹ em. Bây giờ em phải đi lấy người ta rồi. Thôi cũng đúng mà, anh nghèo lắm phải không Ngân? Anh đâu có đủ điều kiện mà anh lo cho em hay là chữa bệnh cho mẹ em. Thôi em cứ vì chữ hiếu mà về với người ta đi. Anh mong rằng nơi đó em sẽ thật hạnh phúc nha. Em đi đi.
Ủa? Ủa trời đất ơi. Rồi. Giận nữa. Thấy cầm cái thiệp, tưởng là đám cưới của tôi. Cái này là em tính kiếm bả, mời bả đi đám cưới của người ta chứ không phải của em. Bởi vì con gái khổ, cứ giận hờn tối ngày, tâm sinh lý nó ngộ ha. Nhưng mà giận vậy là yêu nè. Yêu mới giận đúng không quý vị? Đúng không ạ? Nhưng mà con gái cũng ngộ nữa. Khi mà người ta yêu mình á, ta cưng như trứng vậy đó, nâng niu từng chút vậy đó. Còn mà khi mà giận hờn rồi á, một á là đập cho bể luôn, hai là để cho úng luôn vậy đó. Bởi nhiều khi em thấy em khổ lắm. Mà quý vị, em có này muốn hỏi quý vị. Quý vị thấy con ghệ em bén không? Bén không quý vị? Bén, quá bén đi. Đứng gần đứt tay hoài luôn. Mà cứ muốn đứng gần vậy đó. Thôi, mấy giờ rồi ta? Trời ơi, mới vừa gặp chiều, mới hát con bài một mạng giờ tối luôn rồi. Nhưng mà sao cứ thấy buồn buồn, không biết nữa. Không biết sao mà mới gặp người yêu mình ở đây mà mình cứ nhớ hoài. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn chị rất nhiều, dễ thương quá. Mới gặp bà ở đây à, mà cứ nhớ thấy thiếu thiếu làm sao. Tại sao vậy ta? Tại sao vậy? Sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mắt. Buổi chiều vừa gặp nhau đây mà đêm đã nhớ vậy. Nhung hỡi nhung, nhung nào có sao đuổi anh rồi giận anh nữa phải không? Đây nè cô ơi, cái này á là anh kiếm em, anh muốn rủ em đi đám cưới chung là đám cưới của người ta chứ đâu phải đám cưới của anh đâu. Ủa vậy là anh rủ em đi chung với anh đó hả? Đúng rồi, em nghĩ gì vậy? Trời ơi, vậy mà em tưởng anh bỏ em. Sao bỏ được, anh chưa em chưa cho em hết in tư của anh mà sao anh cho bỏ anh được? Trời ơi, là sợ quá trời luôn, tụi anh bỏ em. Không có suy nghĩ lung tung nữa nghe chưa? Ôi, ghét bà quá này túi ngày. Cái gì? Sao anh dám qua đây vậy, giờ này vậy? Thì anh nhớ em mà. Qua đây muốn thăm em. Trời đất ơi, buổi chiều còn gặp nhau đây. Mà đêm đã nhớ như vậy, em hỡi em. Có hay, em có hay á. Ừ. Nhưng mà nó nghe nè, mình sao? Gặp nhau buổi trưa ở chợ được rồi.
Tự nhiên cái giờ anh qua đây cái má mà bà dậy là bà đánh em chích da. Ôi chích chùm á. Trời ơi em đừng có lâu. Má em giờ này khuya hôm cứ hát rồi. Ngủ rồi đâu ra mà thức. Ê mà nói nghe nè. Đợi anh xíu. Anh có cái này. Có gì vậy? Có quà hả? Anh có cái này cho em nè. Gì vậy? Gì bất ngờ vậy? Tên 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 tên. Ui ui ơi. Ê trời ơi. Đẹp quá vậy. Má anh mới vừa mai xong kêu anh đem qua cho em. Trời ơi đúng màu em thích luôn á. Thích không? Ôi anh. Nói má anh á. Em cảm ơn nha. Nhưng mà em thích là được rồi. Đây. Cái này á là má kêu á là mai kêu anh đem qua cho em để mai mốt hai đứa mình mặc đi hát. À vậy hả? Ừ. Đợi tặng quà xong chưa? Xong rồi. Hết rồi đúng không? Hết rồi. Vậy đi về đi. Nữa gì đuổi hoài vậy? Người ta qua người ta thăm mấy người đuổi người ta hoài à. Nhưng mà khoan em dặn này nè. Mai mốt á mà anh qua đây có tín hiệu khi nào mà em hú thì anh mới qua. Anh mới vô đó. Còn mà em không hú thì anh đừng có vô nha thôi. Má em mới là chết. Anh biết rồi nhưng mà thôi giờ trước khi về cho hôn cái thôi. Hơi kỳ quá. Ở đây đông người quá. Cái thôi. Thôi mà kỳ quá thôi cái thôi nha. Trời đất ơi. Phái muốn chết rồi mà bà đặt à. Thôi. Nhanh đi nhanh đi. Làm cái lẹ đi. Ơi 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 chết chết. Giờ sao? Đi đâu? Đi vô. Vô đâu? Bảy này nhà em. Em lộn. Thôi, đi về giờ, đi. Hôn cho anh ôm cái thôi cũng được nữa. Anh ôm đi. Ôm một cái thôi. Thôi anh đi về đi. Anh hay quá mà. Nhung mà. Dạ mẹ. Nhung. Trời. Làm gì giờ này á, kêu ra đóng cửa, lo đóng lẹ vô trong ngủ, làm gì ở ngoài này mà sầm vậy? Như có ai phải không? Dạ không có đâu mẹ, không có mẹ. Có. Không có. Mẹ, à, có, mẹ có nghe, mẹ có nghe tiếng ai nè? Có mẹ. Mấy mèo hoang. Mèo hoang hả con? Mèo hoang. Trời ơi, bởi vậy tao nói trong cái khu này hả, mèo hoang nhiều dữ lắm. Mà mấy con mèo mà giờ này đi ngang là chỉ có coi nó rậm rật. Nó hẹn hò nhau mà ngộ lắm. Hẹn hò không bao giờ ở ngoài đường. Chạy vô nhà mình rồi bắt đầu gặp nhau. Cà meo rồi đồi ôm. Đồi hung. Đồi hít. Nhìn chướng vô cùng. Ủa, sao mày biết vậy? Tao mẹ mày mà cái gì tao không biết. Ủa, vậy là nãy giờ mày thấy hết rồi hả? Trời ơi, tất nhiên là không có thấy gì hết trơn á. Không có thấy, đoán thôi, vậy nó ngọt thôi. Trời ơi, mẹ này. Làm con hết hồn à. Giỡn gì không vui đâu nha. Vậy là hư lắm á. Một cái nữa đi là tao nhào xuống đây nè, cắm đầu ở đây nè. Là ngồi đây coi luôn, không lên luôn nha. Vậy con xin lỗi, con đáng yêu mà. Đáng yêu gì, không có đáng yêu, cái đó thấy ghê lắm con. Nè, mẹ là mẹ con chứ không phải triển chiêu đâu mà con chưởng mẹ như vậy. Con gái con đứa nghe mẹ nói nè, thùy mị nết na lại thì mới mốt có chồng chứ con. Mày cứ sồn vậy sao tao dám gả cho người nào? Má có cho quen ai đâu mà có chồng. Hồi mới 20 tuổi đầu mà quen chi. Thế khi nào mới có người yêu được má? Để già đi rồi má gả. Rồi lúc đó không ai thèm lấy con luôn á. Thì vô chùa ở. Trời ơi má nói gì mà má nghe được. Trời ơi là mẹ mà má mà muốn nói gì nói. Nè con này nó thất thường lắm nghe. Hồi kêu mẹ kêu má giờ muốn kêu gì? Thôi kêu má đi. Dạ. Ừ kêu má nghe. Dạ dạ. Kêu má nghe. Dạ má. Bởi vì khổ ghê chứ. Nè bây giờ á má nói con nghe nè. Gái lớn rồi má biết là con đã lớn. Thấy không? Nhưng mà bây giờ á con đừng có bao giờ mà quen bạn trai. Má không thích điều đó. Ngôi nhà này không bao giờ được có phép đàn ông bước vô con hiểu chưa? Nhớ ghi khắc, cãi lời là chết với má nghe chưa? Đi vô ngủ. Dạ, con biết rồi. Vô lẹ đi. Đêm hôm mà. Ê! Cảm gì á? Đâu có gì đâu má. Đi cho má coi. Không có mà. Vậy lên đưa má đi. Con nói không có rồi. Đi cho má đi mà. Không có mà. Mà kia có gì kìa? Gì má? Đó, nhìn kỹ đi đâu, mà kia đâu, kìa. Đâu. Hey, trời ơi, lấy được rồi cái gì đây? Ô trời ơi, coi nè. Đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp lộng lẫy chưa. Đẹp quá. Má ơi. Hả? Cái này là sao con? Cái này là thật ra là con tặng má đúng không? Con tặng má đúng không? Trời ơi, con gái của em hiếu thảo lắm quý vị. Tao nói nó thương em. Thấy em bận bà ba hoài lâu lâu cho bận áo dài cho đẹp nè. Mà màu trắng này đi ban đêm là nó ấn tượng lắm nghe. Đi ngang tưởng ma không á. Nó nghe nè. Cảm ơn con nghe. Trời ơi, má thích lắm luôn á. Để bây giờ nè. Đi vô trong đi, để má đóng cửa cho. Xong á, cái má dò nhẹ cái đồ này lên hen. Cái má phơi cho nó khô, sáng mai má mặc đi ba. Gì? Trời ơi. Cái áo người ta để thì ca.
Mà bây giờ lấy đi ba. Trời đất ơi, nhỏ này dạo này nó hay lảm nhảm quá ta. Chắc gì nó vui đó, bị trước giờ chưa bao giờ tặng quà cho em mà. Trời ơi, cái áo gì mà nó đẹp dữ thần. Bây giờ để em mặc vô cho cả nhà coi nha. Trời ơi, mai cái size này là size em chắc luôn nè. Nhưng mà má dặn con em mốt mai á, thì mai cái nút cho má vô cho nó dễ. Mấy cái nút kéo này má vô cực lắm nha con nha. Đó. Ngon lành quý vị, mặc cái tay vừa. Cái hơi chật. Có đâu, size em mà rách gì. Này mốt dễ tháo bên ra mặc được. Từ từ để mặc vô cho coi đẹp lắm. Trời ơi, đồ của con gái em. Đồ có... không có rách. Cái này yên tâm. Con em, trời ơi, vô nè, giỡn hoài, vô nè, thấy chưa, nó hơi bị nứt tí thôi, được không quý vị, được chưa, đẹp, được, đẹp, này là đẹp, gọi là nét đẹp má hú, má em mất rồi, dũng chừng em hú một cái là má em xuất hiện, khen lấy, khen để luôn á, trời đẹp quá má ơi, hú, đẹp quá, hú, à. Không lẽ má em lên vậy sao ta? Trời. Không lẽ má em hiện về vậy ta? Để em kêu nha. Má. Ủa má nhớ má tuổi gà phải tuổi ngựa đâu hí dữ vậy? Không, phải có tín hiệu. Người âm người ta không có nói chuyện bình thường được. Im. Anh nè, người yêu của em nè. Trời ơi, em bất ngờ lắm đúng không? Bất ngờ tại sao anh chưa về mà anh ở đây đúng không? Tại vì anh nhớ em. Anh chưa được hôn em cái nào hết, cũng như không được ôm em nữa. Nhưng mà em ơi, anh có cái này muốn nói nha. Bình thường á, anh nhớ mùi em thơm lắm, mùi con gái tuổi đôi mươi. Nhưng mà sao hôm nay nó cứ khét khét như mùi mắm tôm vậy. Rồi, anh biết chắc chắn luôn. Em bảo với má em, riêng má em lay em phải không? Lay bà nội mày. Hả? Cái gì? Em nói gì? Ý, mà sao anh sai em mới có một chút hả? Mà hình như em mập lên thì phải. Rồi, lại nữa. Lại má em lây nữa đúng không? Mày tả tao giống con virus quá vậy. Em nói gì vậy? Thôi, chịu không được hung cái nào. Bà già em, lúc nào cũng làm kỳ đà cản mũi. Ra không đúng lúc gì hết trơn. Anh không hung được cái nào. Thôi giờ cho hung cái nha. Ê, không được. Không được. Hung cái cui cái gì vậy? Sao? Anh làm gì vậy? Thì anh đang hung em nè. Ủa khoan, đứng đó là Nhung, vậy còn đứng đây là Nhũng. Là sao? Mày hôm tao cứng ngắc, nãy giờ tao nhũng ra rồi nè. Gì á vậy? Trời ơi, bác ơi. Trời ơi. Cái gì vậy trời? Anh có biết đâu, sao bác mặc cái áo này? Trời gì? Này con gái tôi tặng tôi thì tôi bận thì có gì đâu. Xin lỗi nha, trước giờ lâu lắm rồi chưa bao giờ trai hôm xong người rung bần bật hả? Con ơi. Thôi, có uống. Anh đi về đi. Thưa bác con về. Dạ, thưa bác vô. Đứng lại. Dạ, lại. Làm gì? Dạ đứng lại. Kêu đứng lại là đứng im, chứ không phải tôi không có chết đâu mà đứng lại. Dạ con đứng. Bước ra đây. Dạ. Bước ra đây. Ông Nhung bước ra đây. Ai đây? Dạ người yêu con. Cái gì? Người yêu con? Trời ơi Nhung ơi. Má bình tĩnh. Nín đi, bạn có quyền im lặng chứ không có quyền nói. Im đi. Cậu. Dạ. Cậu quen con gái tôi bao lâu rồi? Dạ. Một giờ. Dạ không. Một ngày. Dạ không luôn. Một tháng. Dạ một năm. Dạ. Sao vậy má? Oh my god. Một năm rồi. Nhung, trong khi má giữ con từng giờ, từng phút, từng giây, con không rời má một bước, mà bây giờ con quen thằng này một năm. Mày cãi lại má hả Nhung? Má nói sao cái ngôi nhà này không có đàn ông bước vô? Mày cãi má hả? Tao chết cho mày vừa lòng. Má bình tĩnh đi mà. Thôi mà bác. Con bác bình tĩnh đi mà yêu bác. Nhau thật lòng mà má. Cậu nói làm sao?
Dạ con thương em Nhung thật lòng mà bác. Cậu thương con gái tôi thiệt lòng hả? Dạ thiệt. Bây giờ nó đẹp vậy cậu nói vậy thôi chứ muốn nó bị ghẻ cậu có thương nó không? Dạ không con cái vẫn... gì dạ không là không thương. Con thao không con vẫn chấp nhận đi mua thuốc sức ghẻ cho em mà. Rồi mai mốt khi nó ghẻ xong nó chuyển qua nó cùi nó nằm nó lết nó không làm được gì mày có thương nó không? Dạ có dù thế nào em con cũng thương em hết. Sao? Nói dối. Sao vậy bác? Tại vì tất cả bây giờ hả cậu chưa có bóc tem con gái tôi thấy không? Ai chưa bóc tem cũng nói là anh yêu em trọn đời. Bóc rồi đi, giúp con người ta vô thùng rác thôi. Là sao bác? Cách đây rất lâu rồi, có một bao thư 1m54 được gia đình dán tem rất kỹ. Và bao thư đó bắt đầu yêu người đưa thư, lén gia đình bị anh đưa thư bóc tem. Sau khi bóc xong, bao thư bụng sình ra rồi bị bỏ vào sọt rác. Còn cái thằng đưa thư đó thì nó vẫn dẫn dưng bóc từng cái tem khác, khiến cho cái bao thư đó bây giờ mãi hối hận, ôm hận và đau lòng. Tụi con có biết cái bao thư đó là ai không? Dạ ai vậy bác? Bác nè. Trời ơi. Sao má khổ vậy má? Không, không có khổ con, không có khổ. Kể vậy thôi chứ thực ra là con biết sao không? Tại vì đó ngu, mê trai. Cái tội mê trai thì phải chịu thôi. Nhưng mà má không có muốn con đi theo vết xe đổ của má, con hiểu không? Bây giờ nó nói vậy thôi. Chứ như bóc tem con xong rồi á là nó bỏ con liền à. Bây giờ hai đứa dừng lại đi. Dừng lại ở đây được rồi, cậu đi về đi. Tôi không muốn cậu ở đây. Tôi chỉ muốn con gái tôi thành tài thành người chứ không nên thành gia lập tất. Nó chỉ nên như vậy là đủ rồi, đi về đi. Dạ không được đâu bác. Không có dừng được. Tại sao? Cái thằng cha đưa thư đó là thằng khốn nạn mà. Đúng. Đã làm bác cái nông nổi vậy nè. Đúng. Nhưng mà con không phải cha đưa thư đó. Chứ cậu là ai? Dạ con là cái hòm thư. Cái hòm thư là sao ta? Khúc này chưa hiểu lắm nè. Dạ có nghĩa là cái thằng cha đưa thư á thì xé thư xong rồi bỏ. Ừ. Còn con là hòm thư. Con xé rồi con giữ lại, con vẫn bảo vệ. Cũng chưa hiểu lắm á. Có thể nói thẳng luôn được không? Khúc này bị ngu nè. Nói thẳng đi. Tức là sao? Con với em Nhung xé rồi. Xé hả? Gì dạ. Thiệt hả? Treatment rồi má. Treatment là 5 tháng hả? Không không má. Hả? 3 tháng mà. Ừ, 3 tháng hả? Chứ không phải 5 hả? Dạ, trời ơi bây giờ 3 hay 5 gì mà. Thôi bác con biết bác ơi. Bác con biết bác buồn lắm thôi mà bác. Không, không có buồn. Vui á, đang vui á. Ủa là không sao có buồn bác? Trời ơi, tưởng cái gì. Cái này là tin vui chứ đâu buồn. Mặc dù là bác không có đồng ý cái chuyện mà, không có ủng hộ cái chuyện mà ăn cơm trước cổng, ăn kem trước cò kẽm. Cái ăn gì cơm ta? Trước kẽm bác. Là sao má, là sao má? Ăn cái gì nè, ăn cái gì kẽm. Ăn cơm gì vậy? Ăn cơm trước kẽm. Phải không má? Con hỏi con đừng nói được không Nhung? Dạ, dạ thôi. Để má nói chuyện với sang dạ. Đi. Ăn cái gì quên rồi con? Dạ, ăn cơm trước kẽm. Phải không mọi người? Ăn cơm trước cổng hả? Ăn kem trước cổng. Ăn kem trước cổng hả? Ủa là học sinh mà. Thôi nó ăn cái nói chung là bác không có hoàn toàn ủng hộ cái chuyện mà sống trước có treatment như vậy. Dạ. Hiểu không? Nhưng mà giờ lỡ có treatment rồi thì vậy bác cho con cưới em Nhung nha bác. Tất nhiên rồi, thật ra là bác biết tụi con là quen nhau lâu rồi mà tại vì cứ hỏi cái nó nói không có, bác nghi nó bị ô môi, hiểu không? Không bác, nó bị lét. Bị gì vậy? Ủa quên, bạn gái con mà. Đừng có đi sâu quá con. Đừng có đi sâu như vậy. Thấy không? Bây giờ á, mà bây giờ nó nói là nó có thượng vi minh rồi. Bác yên tâm rồi. Vậy hãy yêu nhau đúng không? Dạ. Yêu nhau phải không? Cầm đi. Cầm cái này. Làm gì vậy? Đâu rồi cái cây kia của con đâu rồi? Cái cây gì? Cái cây gì mà nó hay hay á? Cái cây giống cây của Nhung á hay là con cây này cũng cầm luôn? Dạ con cầm cây này được. Cầm cái này luôn phải không? Dạ. Hát đi. Hai đứa hát đi. Hồi nãy còn nửa bài Lại Nhớ Người Yêu chưa hát xong đúng không? Dạ. Hát đi, hát gian dội. Cặp đôi con tên là con là ca sĩ Trường Sang đúng không? Dạ đúng rồi bác. Không khó con gái bác, hai đứa đẩy nhau đi. Nắm tay nhau vươn xa ra vũ trụ đi. Không? Dạ. Hát mà mọi người vỗ tay rần rần là mốt làm đám cưới ầm ầm luôn. Mọi người đồng ý không ạ? Một tràng vỗ tay là vô nha. Dạ cảm ơn mẹ. Em ơi, ngồi đây mơ bóng thương hình. Ngồi đây tơ tưởng riêng mình. Với niềm mơ hương vây. Sang đưa đón Nhung rời.
trên lối đi về không còn thiếu. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Trọn đời mình gần bên nhau.